Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 9, 10 và 11 của cuốn sách kinh điển về đầu tư, Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 9, Đầu tư và các quỹ đầu tư, lựa chọn nào cho nhà đầu tư thông minh? Trong chương 9 của cuốn sách Nhà đầu tư thông minh, Benjamin Graham đã đưa ra những phân tích chi tiết về cách nhà đầu tư có thể sử dụng quỹ đầu tư để quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả và tránh những rủi ro không đáng có. Quỹ đầu tư, theo Graham, là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn phòng vệ và đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không phải đối mặt với những sai lầm tốn kém khi đầu tư trực tiếp. Phân loại quỹ đầu tư, quỹ mở và quỹ đóng. Nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa hai loại quỹ chính, quỹ mở hay quỹ tương hỗ, Open End Fund, và quỹ đóng, Closed End Fund. Quỹ tương hỗ cho phép nhà đầu tư rút vốn bất kỳ lúc nào theo giá trị tài sản ròng. Hầu hết, các quỹ tương hỗ tích cực bán cổ phần bổ sung thông qua đội ngũ bán hàng của mình, và họ có thể huy động vốn liên tục. Ngược lại, quỹ đóng có số cổ phần cố định, không cho phép rút vốn trực tiếp, mà giao dịch cổ phiếu của quỹ phải được thực hiện trên thị trường mở và giá cổ phiếu dao động theo cung cầu của thị trường. Quỹ mở thường có chi phí bán hàng cao, khoảng 9%, trong khi cổ phiếu quỹ đóng thường được bán với mức giá chiết khấu, tạo ra cơ hội thu lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư thông minh. Ngoài ra, các quỹ có thể được phân loại dựa trên thành phần đầu tư hoặc mục tiêu đầu tư. Ví dụ, quỹ cân bằng có thành phần trái phiếu đáng kể, còn quỹ cổ phiếu chủ yếu nắm giữ cổ phiếu thường. Một số quỹ khác như quỹ trái phiếu, quỹ phòng vệ, quỹ cổ phiếu thư cũng tồn tại với các mục tiêu cụ thể khác nhau. Hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư, quỹ tốt hay chỉ là ảo tưởng? Graham nhấn mạnh rằng việc đầu tư vào quỹ tương hỗ có thể giúp nhà đầu tư tránh những sai lầm lớn trên thị trường chứng khoán, đồng thời thúc đẩy thói quen tiết kiệm và đầu tư. Mặc dù chi phí của quỹ tương hỗ thường cao hơn so với việc mua cổ phiếu trực tiếp, nhà đầu tư trung bình nếu chọn đầu tư vào cổ phiếu quỹ trong suốt 10 năm qua có thể đạt kết quả tốt hơn so với việc tự mua cổ phiếu. Điều này là do họ tránh được những quyết định sai lầm khi giao dịch trực tiếp, chẳng hạn như bị ảnh hưởng bởi các nhân viên bán hàng hoặc cám dỗ đầu cơ. Một số quỹ có thể tạo ra lợi nhuận cao, nhưng điều đó không đảm bảo rằng chúng sẽ tiếp tục thành công trong tương lai và sẽ tiếp tục vượt trội so với thị trường. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần thận trọng khi chọn quỹ, tránh việc lựa chọn dựa trên kết quả quá khứ. Quỹ hiệu quả và rủi ro tiềm ẩn. Một hiện tượng đáng chú ý là quỹ hiệu quả, nơi các quỹ hoặc nhà quản lý quỹ đặt mục tiêu tạo ra kết quả vượt trội so với thị trường chung. Tuy nhiên, Graham cảnh báo rằng những quỹ này thường đi kèm với rủi ro cao. Một ví dụ là Manhattan Fund, ra đời năm 1965 với mục tiêu mang lại lãi vốn thông qua việc đầu tư vào các chứng khoán có hệ số lợi nhuận cao. Mặc dù quỹ này có tỷ suất lợi nhuận cao 38,6% vào năm 1967, nhưng sau đó đã tụt dốc và không đạt kỳ vọng. Hiệu quả cao vượt trội của các quỹ này thường đi kèm với những rủi ro không đáng có và có thể dẫn tới thua lỗ lớn khi thị trường biến động mạnh. Chọn quỹ thông minh, đừng chỉ dựa vào kết quả quá khứ. Một trong những câu hỏi lớn mà Graham đặt ra là liệu nhà đầu tư có thể chọn được đúng quỹ để đạt được lợi nhuận cao hơn trung bình hay không? Câu trả lời là không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hiệu quả của một quỹ trong quá khứ không phải là chỉ báo chắc chắn trong tương lai. Nhà đầu tư nên tập trung vào các yếu tố như chi phí quản lý thấp, sự minh bạch và cách quản lý tài sản của quỹ để đưa ra quyết định thông minh hơn. Lời khuyên cho nhà đầu tư: kiên nhẫn và hiểu rõ rủi ro. Khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư nên kiên nhẫn và tránh rơi vào cái bẫy của sự nóng vội. Các quỹ tốt thường cần thời gian để thể hiện hiệu quả của mình, và việc lựa chọn quỹ dựa trên lợi nhuận ngắn hạn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Graham khuyến nghị rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và giữ kiên nhẫn với những quỹ được quản lý tốt sẽ mang lại lợi nhuận ổn định hơn cho nhà đầu tư trong dài hạn. Kết luận, chương 9 của nhà đầu tư thông minh không chỉ mang đến cái nhìn tổng quan về các loại quỹ đầu tư mà còn đưa ra những hướng dẫn cụ thể để nhà đầu tư tránh rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Với Graham, quỹ đầu tư là một công cụ hữu ích cho những ai muốn phòng vệ và đa dạng hóa danh mục. Nhưng việc chọn quỹ cần dựa trên sự cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí và quản lý thay vì chỉ nhìn vào kết quả lợi nhuận ngắn hạn. Chương 10. Nhà đầu tư và cố vấn của anh ta. Sự khác biệt trong đầu tư và việc tìm kiếm tư vấn chuyên nghiệp. Đầu tư tiền vào chứng khoán là một hoạt động độc đáo vì nó thường liên quan đến việc tìm kiếm lời khuyên từ người khác.
phần lớn nhà đầu tư là nghiệp dư và họ cho rằng việc nhận tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp họ đạt được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, điều này được xem là có phần ngây thơ vì các nhà kinh doanh chuyên nghiệp khác không hỏi người khác cách kiếm tiền, mà họ tự đưa ra quyết định kinh doanh của mình. Đối với nhà đầu tư, nếu họ phụ thuộc vào người khác để tạo ra lợi nhuận, họ đang mong đợi một kết quả không có sự tương đương trong các hoạt động kinh doanh thông thường. Nhà đầu tư giỏi cần hiểu rằng lợi nhuận chỉ có thể đến từ sự hiểu biết và quyết định cá nhân. Vai trò của người cố vấn. Nếu nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định, người cố vấn đầu tư có thể sử dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình để giúp nhà đầu tư tránh các sai lầm và đảm bảo rằng họ nhận được kết quả hợp lý. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư yêu cầu mức lợi nhuận cao hơn hoặc cố vấn cam kết đạt được kết quả tốt hơn mức trung bình, thì câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là kỳ vọng vượt quá mức có thể đạt được hay không? Điều này đặt ra vấn đề về tính khả thi của những lời hứa hẹn vượt trội so với thực tế. Lựa chọn các nguồn tư vấn đầu tư. Lời khuyên về đầu tư có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ người thân hoặc bạn bè có kiến thức về chứng khoán, ngân hàng thương mại, các công ty môi giới, dịch vụ tài chính và các cố vấn đầu tư chuyên nghiệp. Sự đa dạng trong các nguồn này cho thấy rằng không có phương pháp, có hệ thống và logic nào đã định hình rõ ràng trong tâm trí các nhà đầu tư. Hơn nữa, không phải mọi nguồn đều đáng tin cậy và sự khác biệt về chất lượng tư vấn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Do đó, Graham khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng lựa chọn và tự đánh giá lại các lời khuyên nhận được, tránh phụ thuộc vào những nguồn không có cơ sở rõ ràng. Các công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp. Một phần quan trọng trong chương này là tầm quan trọng của các công ty tư vấn đầu tư. Các công ty tư vấn đầu tư nổi tiếng thường khiêm tốn trong những cam kết về lợi nhuận. Mục tiêu của họ là bảo vệ vốn cho khách hàng và tạo ra tỷ suất lợi nhuận ổn định, an toàn. Họ không tự cho mình là vượt trội mà tự hào về sự cẩn thận và khả năng tránh những sai lầm nghiêm trọng cho khách hàng của mình. Thành tích vượt trội, nếu có, chỉ được coi là kết quả thêm, không phải mục tiêu chính. Các dịch vụ tài chính và lời khuyên của nhà môi giới. Những dịch vụ tài chính như Moody và Standard & Poor đóng vai trò cung cấp thông tin về các thị trường chứng khoán, dự báo triển vọng và đưa ra lời khuyên về các phát hành cụ thể. Tuy nhiên, họ không gắn liền với một triết lý đầu tư rõ ràng và nhà đầu tư thông minh sẽ không nên dựa hoàn toàn vào những lời khuyên này. Những dịch vụ này chủ yếu phục vụ cho những người tự điều hành tài chính của mình và mong muốn có thông tin để đưa ra quyết định. Vai trò của các công ty môi giới. Các công ty môi giới chứng khoán, đặc biệt là những thành viên của sở giao dịch chứng khoán như New York Stock Exchange, NYSE, cung cấp một lượng lớn thông tin và tư vấn cho công chúng. Tuy nhiên, vì họ kiếm tiền từ hoa hồng, họ có xu hướng thúc đẩy các giao dịch ngắn hạn thay vì đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư cần phải nhận thức được rằng các công ty môi giới này có thể không hoàn toàn trung lập và họ có lợi ích trong việc khuyến khích đầu cơ hơn là đầu tư ổn định. Nhà phân tích tài chính. Nhà phân tích tài chính được tuyển dụng bởi các công ty môi giới là những người cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu về chứng khoán cụ thể. Tuy nhiên, do áp lực từ thị trường và khách hàng, nhiều nhà phân tích bị buộc phải chú ý đến các biến động ngắn hạn thay vì tập trung vào giá trị dài hạn. Do đó, giá trị thực sự của nhà phân tích phụ thuộc vào cách mà nhà đầu tư hỏi họ. Nếu nhà đầu tư chỉ quan tâm đến biến động giá, nhà phân tích có thể sẽ đưa ra những lời khuyên ngắn hạn không có giá trị cho lâu dài. Chứng chỉ CFA. Chứng chỉ Chartered Financial Analyst CFA được đưa ra vào năm 1963 để cung cấp một tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho các nhà phân tích tài chính. Những người có chứng chỉ này phải vượt qua các kỳ kiểm tra về phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, tương tự như kế toán viên có chứng chỉ hành nghề CPA. Việc có chứng chỉ CFA giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và khả năng của các nhà phân tích. Ngân hàng đầu tư. Ngân hàng đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc bao tiêu và bán các phát hành cổ phiếu và trái phiếu mới. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhà đầu tư cá nhân và ngân hàng đầu tư có thể gặp rủi ro nếu nhà đầu tư không có đủ kinh nghiệm và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tư vấn không rõ ràng. Việc bán các phát hành chất lượng kém trong giai đoạn đầu cơ mạnh như các năm 1960, 1961, 1968, 1969 là một ví dụ điển hình cho thấy nhà đầu tư phải thận trọng khi tiếp cận các phát hành mới. Tóm lại, Graham đưa ra lời khuyên rằng nhà đầu tư nên tự giới hạn mình vào các khoản đầu tư an toàn, tránh xa các sản phẩm phức tạp. Điều quan trọng nhất là không phụ thuộc hoàn toàn vào cố vấn mà cần có sự hiểu biết và đánh giá của chính bản thân mình. Chương 11. Phân tích chứng khoán đối với nhà đầu tư không chuyên, cách tiếp cận chung. Phân tích tài chính và chứng khoán.
Trong chương này, Benjamin Graham mở đầu bằng việc phân tích sự phát triển của nghề phân tích tài chính. Theo ông, phân tích tài chính không chỉ dừng lại ở việc đánh giá cổ phiếu và trái phiếu mà còn mở rộng ra việc hoạch định chiến lược đầu tư và phân tích kinh tế tổng quát. Điều này phản ánh sự phức tạp và tầm quan trọng của công việc này trong ngành tài chính hiện nay. Công việc của nhà phân tích chứng khoán. Nhà phân tích chứng khoán không chỉ đánh giá tình hình hiện tại của doanh nghiệp mà còn dự báo cả tương lai. Họ xem xét quá khứ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và dự đoán khả năng sinh lời của công ty trong tương lai. Công việc của họ cũng bao gồm việc so sánh chi tiết giữa các công ty hoặc cùng công ty ở các thời điểm khác nhau, từ đó đưa ra quyết định đầu tư an toàn và chính xác. Thách thức trong phân tích chứng khoán. Graham nhấn mạnh rằng trong phân tích chứng khoán, các kỹ thuật toán học được áp dụng nhiều nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cao khi quá phụ thuộc vào việc dự đoán tương lai. Đặc biệt là với các chứng khoán tăng trưởng, việc đánh giá giá trị dựa trên lợi nhuận tương lai có thể dễ bị sai lệch, dẫn đến những tính toán sai lầm. Phân tích trái phiếu. Đối với trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi, Graham giới thiệu một loạt tiêu chuẩn an toàn dựa trên hiệu quả lợi nhuận trong quá khứ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng những tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng chính xác và cần sự linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể. Nhà đầu tư không chuyên và phân tích chứng khoán. Nhà đầu tư không chuyên cần phải hiểu rõ cách phân tích báo cáo tài chính, đồng thời biết phân biệt giữa phân tích sâu sắc và phân tích hời hợt. Benjamin Graham cũng khuyến khích nhà đầu tư không chuyên nên học cách đọc diễn giải báo cáo tài chính hàng năm để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Kết luận, chương 11 của nhà đầu tư thông minh là một bản hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư về cách tiếp cận phân tích chứng khoán, từ việc đánh giá cơ bản đến các tiêu chuẩn an toàn cho trái phiếu và cổ phiếu. Graham cung cấp nền tảng để nhà đầu tư không chuyên có thể tham gia vào thị trường với sự hiểu biết vững chắc. Bằng cách nắm vững các nguyên tắc phân tích, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa danh mục đầu tư và đạt được thành công lâu dài. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video này? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm những video hữu ích gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích và giúp anh chị lựa chọn những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.